Trong 3 tháng đầu năm 2023, đã có 592 kg ma túy được vận chuyển qua sân bay Nội Bài. Thượng tá Đoàn Tất Nam, Phó trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, con số này lớn hơn số lượng ma túy thu giữ của 5 năm trước cộng lại và tình hình tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an từ năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, lực lượng công an và hải quan đã phá nhiều chuyên án, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ. Cụ thể, các lực lượng đã bắt 276 vụ, 110 đối tượng, thu giữ 1.359 kg ma túy tổng hợp, gần 18 kg ketamine, gần 30 kg heroin, 61 kg ma túy đá, gần 14 kg cocaine, gần 376 kg cần sa, 11 kg cỏ Mỹ, một khẩu súng, 150 viên đạn và nhiều tài liệu có liên quan. Theo Thượng tá Nam, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều là người Việt, sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó móc nối với các đối tượng trong nước qua hình thức du lịch, mua bán hàng ký gửi ở sân bay, vận chuyển hàng hóa qua công ty để chuyển ma túy về Việt Nam. Ông Đoàn Tất Nam cũng cho biết, dù lực lượng chức năng liên tục triệt phá, nhưng ở châu Âu, giá ma túy rất rẻ, vận chuyển về Việt Nam giá tăng lên hàng chục lần. Do vậy, các đối tượng vì lợi nhuận nên tìm mọi cách để chuyển ma túy về nước. Ngoài ra, các đối tượng cũng lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để phạm tội. Cụ thể là pháp luật phòng chống ma túy ở châu Âu không giống Việt Nam, tội vận chuyển ma túy ở đó rất nhẹ. Bên cạnh đó, việc chấp hành pháp luật của các công ty dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, nhận thức của khách đi máy bay còn đơn giản. Do vậy, tội phạm ma túy lợi dụng để vận chuyển ma túy qua đường hàng không ngày càng nhiều.